Kính chào cô chú anh chị. Như cô chú anh chị đã được biết, theo nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu giai đoạn 1 được Quốc hội thông qua vào tháng 6 năm 2022, dự kiến cơ bản hoàn thành vào năm 2025, đưa vào hoạt động đồng bộ là năm 2026. Dự án đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu có chiều dài khoảng 53,7 km, chia thành 3 giai đoạn dự án thành phần theo hình thức đầu tư công. Dự án thành phần 1 thì sẽ là có chiều dài 16 km và dự án thành phần 2 sẽ có chiều dài 18,2 km qua tỉnh Đồng Nai, quy mô từ 4 đến 6 làn xe và tốc độ trên đường sẽ là 100 km/h. Riêng dự án thành phần 3 qua tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu dài 19,5 km có quy mô 4 làn xe, vận tốc 100 km/h. Đấy là thông tin sơ qua về đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu. Theo cam kết của Thủ tướng Chính phủ ngày 30 tháng 6 2023, tỉnh Đồng Nai sẽ bàn giao 70% đất sạch để khởi công dự án cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu. Và tuyến cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu đi qua thành phố Biên Hòa thì sẽ bị ảnh hưởng với khoảng 1.300 hộ bị giải tỏa và trong đó có hơn 1.000 hộ bị giải tỏa trắng. Đấy, một con số rất là đông nha cô chú anh chị. Vì vậy, thành phố Biên Hòa đã chọn vị trí chuẩn bị hai khu tái định cư, trong đó có khu tái định cư 49 hectare ở phường Phước Tân và một khu tái định cư 32 hectare ở phường Tam Phước nha cô chú anh chị. Và phía dưới của chúng ta bây giờ đó chính là khu tái định cư ở phường Phước Tân nha mọi người. Khu tái định cư này thì sẽ có tổng diện tích lên tới 49 hectare và khu này sẽ nằm tại phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, gần quốc lộ 51 nha cô chú anh chị. Và cũng gần sân golf Long Thành. Phía dưới của chúng ta bây giờ chính là 49 hectare mà thành phố Biên Hòa đã có công văn cũng như là đã thông báo chính thức để quy hoạch diện đất khu tái định cư nha cô chú anh chị. Đấy. Thì phía dưới của chúng ta bây giờ sẽ là 49 hectare. Ở vị trí này thì sắp tới sẽ thi công giải phóng mặt bằng và san lấp mặt bằng để tiến hành công tác đo đạc lại trên mặt bằng đã được giải phóng và tiến hành thi công để làm tái định cư nha cô chú anh chị. Tất cả mọi người đang xem sẽ là những người quan tâm tới khu tái định cư hoặc dân đầu tư để đón sóng mua đất ven tái định cư hoặc mua đất tái định cư mua sớm. Tại vì có những người thì sẽ cần bán và có những người thì họ sẽ giữ lại để xây nhà. Nhưng hầu hết theo cái khảo sát của chúng tôi hôm bữa giờ thì hầu như dân ở đây thì sẽ không có bán đâu cô chú anh chị. Đấy, rất ít trường hợp bán và họ sẽ để lại xây nhà và sinh sống là chính nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị có thể thấy phía dưới cách khoảng quốc lộ 51 khoảng vài trăm mét mà thôi là tới quốc lộ 51 và xung quanh thì dân cư rất là đông. Vị trí này thì giao thông thuận lợi và đặc biệt nó đang nằm ở hướng về phía Nam Đồng Nai và là cái hướng bên phải của quốc lộ 51 tính từ ngã tư Vũng Tàu đi xuống. Và cái hướng này nó sẽ là cái cụm khu kinh tế cũng như là cụm khu phát triển của thành phố Biên Hòa trong giai đoạn sắp tới, chu kỳ 15 năm sắp tới đây. Tại vì về cái hướng này thì sẽ có rất nhiều cái dự án cũng như là xúc tác để chúng ta đẩy mạnh ở khu vực này, từ đại đô thị Long Hưng và cho tới sân golf Long Thành, về tới hướng cụm dự án của bên khu tái định cư này và ra tới quốc lộ 51 để chúng ta hướng về cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu thì nó sẽ có được cái làn sóng tăng giá cũng như là cái sự phát triển kinh tế mà đầu tư công chúng ta đã nhìn thấy như là đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu và hướng lộ 2 song song với tuyến đường quốc lộ 51. Đấy, cô chú anh chị thấy không ạ? Chúng ta biết rằng là đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu này, rồi đường hướng lộ 2 này sẽ song song với quốc lộ 51 và sẽ cung cấp tuyến giao thông cực kỳ thuận lợi cho toàn Biên Hòa cũng như là cực kỳ thuận lợi cho hướng về thành phố. Tại vì hướng thành phố Hồ Chí Minh khi chúng ta đi cao tốc xuống Long Thành và sau đó chúng ta lại lên từ Long Thành đi xuống cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu thì sắp tới đây sau khi hai con đường này được hình thành thì sẽ là cung cấp tiết kiệm thời gian cho cô chú anh chị
ở Sài Gòn cũng như là Biên Hòa đi Vũng Tàu cực kỳ gần. Trước kia thì chúng ta phải đi Vũng Tàu từ Sài Gòn thì phải đi ở những cái cung đường, nó sẽ rất là lòng vòng, rất là mất thời gian. Nếu từ Sài Gòn mà chúng ta đi bằng đường bộ, chúng ta đi xuống ngã ba Vũng Tàu và đi trên quốc lộ 51 thì xuống tới Vũng Tàu cũng khá là xa nha cô chú anh chị. Và bây giờ khi mà hai tuyến đường này được làm và đấu nối xuống nữa thì thực sự là cái tuyến mà Sài Gòn đi xuống Long Thành và Sài Gòn đi Biên Hòa cũng khá là gần, ở cái cột mốc của quận Thủ Đức cũng như là toàn thể thành phố Hồ Chí Minh đi Vũng Tàu thì cực kỳ gần nha cô chú anh chị. Đấy là một cái thông tin cực kỳ vui cũng như là dấu hiệu đánh giá nhà nước của chúng ta đã thúc đẩy đầu tư công rất là mạnh và họ ưu tiên cho việc di chuyển thuận lợi, tiết kiệm thời gian để phát triển kinh tế nha cô chú anh chị. Đấy, thì phía dưới của chúng ta sẽ là 49 hecta. 49 hecta này thực sự là tôi đã đi khảo sát thực tế như hôm nay. Kế bên sẽ có cụm dân cư này, có dự án này, và đặc biệt một điều là rất gần Ủy ban Nhân dân phường Phước Tân nha cô chú anh chị. Cho nên là gần trung tâm này, gần mốc giao thông này và về sau này thì sẽ là rất thuận lợi cho việc đi sân bay Long Thành. Đó là một trong những cái yếu tố mà cấu thành trí ở đẹp và đáng sống. Đặc biệt ở vị trí này với sự an sinh xã hội thì chúng ta có gì ạ? Chúng ta có cụm khu công nghiệp Long Thành, chúng ta có thể đi làm ở khu công nghiệp Long Đức, khu công nghiệp Tam Phước. Và đặc biệt một điều là chúng ta có thể đi làm được rất nhiều khu công nghiệp như Amata, Long Bình, khu công nghiệp 1. Đấy, rất là nhiều khu công nghiệp để chúng ta lựa chọn đa ngành nghề. Và đặc biệt một điều rằng là ở vị trí này là cửa ngõ vào của thành phố Biên Hòa và di chuyển rất thuận lợi cho hướng Vũng Tàu hay là Sài Gòn nha cô chú anh chị. Đấy, cực kỳ đắc địa. Và sau này thì sẽ có đại đô thị Long Hưng, sẽ có rất nhiều cái tiện ích mà cô chú anh chị không phải đi vào tới tận trung tâm thành phố nữa mà chúng ta ở kế bên luôn. Tại vì đại đô thị Long Hưng thì sẽ là có những cái dịch vụ vui chơi giải trí, ngắm cảnh, chụp hình, bến du thuyền, đấy, vân vân, có rất là nhiều. Và sẽ có những trường học trường chuyên cao cấp, có những gia đình, có những em học sinh cần học trường chuyên thì không cần phải đi vào thành phố nữa, mà sẽ là có những cái trường chuyên và đẳng cấp quốc tế ở trong đại đô thị Long Hưng nha cô chú anh chị. Nổi bật là các cái trường ở Aqua City nhá. Đấy, thì cô chú anh chị thấy như thế nào về cái vị trí này? Vị trí này thì quá là tuyệt vời khi mà Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chọn để làm khu tái định cư cho tuyến cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu dành cho những người dân ở Phước Tân nha cô chú anh chị. Đấy, và khu tái định cư thì chắc chắn rồi, bây giờ thì sẽ làm theo tiêu chuẩn và đường xá cho đến tất cả các cái hệ thống thì rất là tuyệt vời. Khi mà những cái người dân của chúng ta đang ở nhà hiện tại của họ thì chắc chắn rằng là một cái thói quen thôi, nhưng nếu để mà ra khu tái định cư thì họ phải mất một cái gọi là khoảng thời gian cũng như là mất một ít công sức, nhưng đổi ngược lại họ lại nâng cấp được đời sống này cao hơn và họ có được trong cái khuôn viên cực kỳ đẹp và nó đồng bộ hóa, nó phát triển, nó văn minh hơn là những cái căn nhà mà họ đang ở. Tại vì những căn nhà họ đang ở thì ta sẽ cái đường xá nhiều khi sẽ không được đẹp như vậy đâu nha cô chú anh chị, cũng như là tất cả các cái quy hoạch sẽ không được nó gói gọn trong cái khu tái định cư đâu nhá. Đấy, thì khu ra khu tái định cư thì cũng cực kỳ tốt và đất nước của chúng ta thì sẽ phát triển và an sinh xã hội tốt hơn khi mà mở thêm nhiều tuyến đường lớn để phục vụ cho người dân. Đấy, rất tuyệt vời. Và đây là tổng thể cả mỹ quan mà tôi đã quay cho cô chú anh chị thấy. Từ quốc lộ 51 đi vào kế bên thì cũng sẽ thấy được sông Buông. Đấy, dòng suối sông Buông rất gần ban nhân dân phường. Đấy là toàn bộ thông tin của tôi. Và gần sân golf, không khí rất là trong lành. Đấy, thì cảm ơn cô chú anh chị đã xem cái video này. Và cô chú anh chị hãy đăng ký kênh để chúng ta biết thêm nhiều khu tái định cư mà sắp tới sẽ nhiều tuyến đường khởi công và tái định cư sẽ đi về đâu. Thì hãy đăng ký kênh của tôi để biết thêm thông tin chi tiết về các dự án bất động sản tại Đồng Nai cũng như là các
bất động sản dự án và tiến độ của các dự án nha cô chú anh chị. Chắc chắn là khi nó xem kênh của tôi thì cô chú anh chị sẽ có cái nhìn khách quan để chúng ta có thể những người đầu tư thì có thể là chọn được cái dự án nào đúng, pháp lý sẽ về sớm, hoặc là các cái cơ sở tầng cũng như là các cái rủi ro khi mà cô chú anh chị đầu tư bất động sản dự án và đất nền phía ngoài nhá. Tại vì có nhiều dự án ta phải theo dõi sát sao, còn nếu mà không thì chúng ta sẽ bị đầu tư và ngâm vốn rất là lâu để mà có pháp lý nha cô chú anh chị. Cảm ơn mọi người đã xem video này. Thành Len chuyên bất động sản khu vực Đồng Nai. Kính chào tất cả mọi người.